Để mua vàng, người Việt đã chi ra hơn 4 tỷ đô la trong năm 2013, dù tổng nhu cầu vàng trên thế giới thì lại giảm đi. Đây là thông tin theo báo cáo cập nhật tình hình tiêu thụ vàng trên toàn cầu do Hội đồng vàng thế giới mới công bố. Theo Hội đồng vàng thế giới, Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia được xếp vào nhóm những thị trường có mức tăng trưởng đầu tư vào vàng mạnh nhất thế giới. Dù rằng giá trong nước thường cao hơn giá thế giới khoảng 4,2 triệu đồng một ao, nhưng người Việt vẫn thích tích trữ tài sản bằng vàng do e ngại lạm phát. Thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới còn cho thấy, tổng nhu cầu vàng Việt Nam năm 2013 tăng đến khoảng 17% so với năm 2012, đạt hơn 92 tấn. Trong đó, nhu cầu vàng miếng, vàng thỏi của Việt Nam tăng rất mạnh đến 23% trong khi nhu cầu vàng trang sức chỉ tăng không đáng kể. Xét sự tăng lên về số lượng có thể thấy, tổng nhu cầu vàng của Việt Nam năm 2013 tăng hơn 15 tấn, chỉ xếp sau Trung Quốc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Trung tuần tháng 2 năm 2014, nhu cầu mua vàng ghi nhận được tại các cửa hàng tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Tính tới chiều ngày 19 tháng 2, giá vàng miếng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết ở mức 36,27 triệu đồng một lượng bên mua vào và 36,34 triệu đồng một lượng phía bán ra. Chênh lệch giá mua giá bán trong nước, những ngày gần đây dao động từ 70 đến 100 000 đồng một lượng.